chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV chúc quý vị sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời và vui vẻ và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới góc phải màn hình để nhận được những tin tức nóng hổi được cập nhật mỗi ngày nhé và bây giờ mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với chuyên mục tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày Lâm Khánh Chi bất ngờ tiết lộ về cuộc sống hôn nhân với người chồng trẻ quý vị và các bạn thân mến hơn một năm trải qua cuộc tình ngọt ngào với bạn trai kém tuổi, Lâm Khánh Chi và Phi Hùng quyết định về chung một nhà. Vào đầu năm 2018, gần một năm kết hôn, cuộc sống vợ chồng của mỹ nhân chuyện giới tràn ngập hạnh phúc. Bên cạnh đời sống vợ chồng, mới đây, nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi bất ngờ tiết lộ chuyện lộ vốn sau khi tổ chức tiệc cưới thế kỷ. Chân dài 41 tuổi cho biết, kết thúc đám cưới, cô lộ sắp mặt vì mọi dự định ban đầu đều, đều nằm ngoài tầm kiểm soát. Theo danh sách, Lâm Cánh Chi chỉ mời 500 khách đến tham dự ngày vui, nhưng thực tế có tới 650 người góp mặt. Việc số lượng khách mời tăng lên đột biến khiến mỹ nhân chuyển giới phải kê thêm 13 bàn để phục vụ. Thế nhưng kết thúc tiệc cưới, Lâm Cánh Chi chỉ nhận được 350 phong bao mừng trên tổng số 650 khách mời. Dù lộ chồng vó nhưng Khánh Chi cho biết sau đám cưới nhờ gia đình giúp đỡ và bù lại nên cô có thể tiếp tục thực hiện sản phẩm chứ không phải giải tán vì sạc nghiệp. Lời chia sẻ chân thực của Lâm Khánh Chi khiến nhiều người hâm mộ không khỏi bật cười. Tuy nhiên một số ý kiến cho rằng nữ ca sĩ không nên nói chuyện phong bao nhạy cảm trước mặt bàn dân thiên hạ như thế. Lâm Khánh Chi cũng công khai kế hoạch sinh con. Cô cho biết Lâm Khánh Chi sẽ sinh con trong năm nay. Thật sự Khánh Chi cũng muốn ghép buồn trứng và đẻ mổ, nhưng biện pháp sinh con này khá nguy hiểm. Vì Khánh Chi 40 tuổi rồi không còn trẻ nữa, nếu ghép buồn trứng và đẻ mổ, Khánh Chi phải hôn mê hai lần, sau đó sức khỏe sẽ giảm nên Khánh Chi đang cân nhắc. Người đẹp chuyển giới dù rất muốn được là mẹ nhưng cũng lo ngại sẽ mất chồng vì người phụ nữ sẽ mang thai hộ. Tôi sinh ra không may mắn, không giống người phụ nữ bình thường, đâu phải mình muốn là được. Nếu tôi thuê người mang thai hộ, biết đâu sau này cô đó tìm đến ông xã thì tôi sẽ mất chồng. Vợ chồng Lâm Khánh Chi cùng bố mẹ mới đây đã sang Thái Lan gặp bác sĩ. Thay vì tự bản thân sinh con hay chọn người Việt, mỹ nhân chuyển giới cho biết cô nhờ phụ nữ Thái mang thai hộ để tránh những điều không hay sau này. Nếu tìm một người xa lạ thì nỗi lo của mình không nhiều chia sẻ về chi phí sinh con tại xứ sở chùa vàng lâm khánh chi khiến khán giả giật mình khi cho biết vợ chồng cô sẽ chi trả hết khoảng 1 tỷ đồng từ khi bắt đầu đến lúc sinh con đón về nước theo đó số tiền hoàn tất cho chi phí bác sĩ thuê người mang bầu hộ khoảng 600 triệu đồng ngoài ra chi phí đi lại cũng như ăn ở của vợ chồng cô cho đến khi đứa bé chào đời rơi vào 300 đến 400 triệu đồng trước khi chuyển giới lâm khánh chi là nam ca sĩ đình đám những năm cuối 1990, đầu 2000 với các ca khúc như Sầu Thiên Thu, Chia Xa, Kẻ Cắp Trái Tim, Tình Yêu Sò Đá, Mùa Đông, mênh Mông Tình Buồn. ngoại hình sáng sân khấu, gương mặt an hình, giọng hát dễ nghe, giúp Lâm Chí Khanh mau chóng tạo ấn tượng, giành được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả. Mới đây khi trả lời truyền thông, Lâm Khánh Chi cho biết Từ trước tới đây, chưa bao giờ kể chuyện tình cảm của mình với Thanh Thảo vì sợ bị coi là PR tên tuổi, và Thanh Thảo cũng chính là cô gái mà Lâm Khánh Chi từng rung động khi mình vẫn còn trong hình hài của con trai. Tôi và Thanh Thảo là một cặp đôi đi hát thường xuyên khắp các, các tỉnh, bộ số 11 là phải 12, đi đâu cũng phải có nhau, không có Thanh Thảo thì tôi sẽ không hát. Một cặp đi với nhau thì bị người xem mùng muốn Tết có show mà 2, 3 giờ trưa đã cháy vé, đi diễn với nhau nhiều nên tôi và Thanh Thảo rất thân, trên tình bạn bình thường nhiều, tôi yêu mến và thích Thanh Thảo nhưng vì mình không phải con trai thật là gay nên vẫn thích con trai hơn. Thanh Thảo lúc đó quá đẹp, con gái bình thường nhìn đã thích chứ đừng nói mình còn máu con trai trong người. Tôi gồng để bảo vệ Thanh Thảo nhiều. Tâm sự chuyện tình cảm Lâm Kính Chi thẳng thắn chia sẻ, cô không nói đây có phải là người đàn ông cuối cùng của mình hay không, chỉ biết rằng hiện tại, được ca sĩ và chồng sắp cưới rất hạnh phúc, hiểu nhau và thương yêu nhau, Lâm Cánh Chi cho rằng ngoài việc hợp nhau về tính cách, phụ nữ và đàn ông còn phải hòa hợp chuyện chăn gối mới có được tình yêu lâu bền. Sau khi chuyển giới, cô đã trở thành một người phụ nữ thực thụ ở tất cả mọi phương diện. Trong chuyện ấy, con gái sao Khánh Chi như vậy không khác một cái gì hết. Khánh Chi không yếu, nếu yếu chồng Khánh Chi cũng sẽ không yêu đâu. Giọng ca sầu thiên thu hài hước tiết lộ như vậy. Sốc với số tiền khủng mà Lâm Cánh Chi phải trả cho người mang thai hộ. Để cuộc sống hôn nhân cùng ông xã điển trai viên mãn hạnh phúc hơn, Lâm Khánh Chi đã quyết định cùng chồng và gia đình lên đường sang Thái Lan tìm người mang thai hộ. Người này sẽ sinh con nhờ tinh trùng của Lâm Khánh Chi được nuôi ở một bệnh viện ở Thái Lan từ trước khi chuyển giới. Lâm Khánh Chi đã tiết lộ chi phí khủng khiến nhiều người phải giật mình cho việc kiếm con. Nữ ca sĩ chuyển giới cho biết số tiền thuê người mang thai hộ, bác sĩ theo dõi là 600 triệu đồng. Chi phí ăn ở của hai vợ chồng cho đến lúc em bé chào đời được tính riêng dao động từ 300 đến 400 triệu. Như thế số tiền mà người đẹp phải bỏ ra để đưa được con về tới nhà là hơn 1 tỷ đồng. Lâm Cánh Chi cũng từng chia sẻ lý do sang tận Thái Lan tìm người mang thai hộ là vì sợ mất chồng. Sau khi đáng đo suy nghĩ, tôi quyết định không thuê người Việt Nam mang thai hộ. Vợ chồng thống nhất sẽ thuê người bên Thái để tránh những điều không hay sau này. Nếu như tìm một người xa lạ thì nỗi lo của mình không nhiều, còn chọn người ở Việt Nam thì nhiều vấn đề mình không kiểm soát được. Nói một cách xa hơn, mình có thể mất chồng như chơi. Lâm Khánh Chi, nếu ai kiếm được người 40 tuổi trẻ đẹp như tôi thì tôi cho 10 tỷ. Quý vị và các bạn thân mến, Lâm Khánh Chi được biết đến là một trong những người đẹp chuyện giới nổi tiếng nhất tại Việt Nam. Mặc dù đã U40, song giọng ca tình thiên thu, luôn tự tin với nhan sắc trời phú của mình với những phát ngôn gây xôn xao dư luận. Trong một buổi giao lưu cùng người hâm mộ mới đây, Lâm Khánh Chi tiếp tục gây chú ý khi phản biện lại ý kiến. Nhìn Lâm Khánh Chi như Hoàng Thái Hậu mà lúc nào cũng tự xưng là công chúa. Theo lời Lâm Khánh Chi, cô chưa bao giờ tự xưng như thế cả. Người đẹp chuyển giới cho biết đây là nickname được gia đình đặt cho từ nhỏ và sau này khi hoạt động nghệ thuật là được đồng nghiệp sử dụng để xưng hô. Đến giờ phút này cô đã chán biệt danh đó. Họ Lâm phản biện. Trước khi hỏi như vậy, em nên xem hết các clip của chị hoặc đọc báo về cuộc đời chị. Chị không tự nhận mình là công chúa Em muốn biết tại sao mọi người gọi thế Thì nên đọc cuốn tự truyện của chị đi Chị nói thẳng cho cưng biết luôn Hiện tại chị không thích mọi người gọi mình là công chúa Chị đã 40 tuổi rồi Và nếu mà em kiếm được ai 40 tuổi trẻ đẹp như chị Chị cho em 10 tỷ Ngoài việc khẳng định chủ quyền sắc đẹp Giọng ca chuyện giới cũng chia sẻ về chuyện thiêu hoa hậu Khi được hỏi đến Cô cho biết ý định này đã có từ 3 năm trước song tới giờ vẫn chưa thực hiện được vì không có duyên Người đẹp nói từ bé tới giờ tôi chưa bao giờ tham gia một cuộc thi nào. Ý định thiêu hậu chuyện giới đã có, nhưng vì không có duyên nên khó có thể đi thi. Nhưng từ đây tới năm sau hoặc một hai năm nữa mà có dịp thuận tiện, tôi có thể tham gia cuộc thi nhan sắc nào đó nếu như khán giả yêu cầu và ủng hộ mình. Trong buổi giao lưu, công chúa cũng khoe hết khả năng diễn xuất khi được người hâm mộ mở lời đề nghị. Tái hiện MV tình cờ gặp nhau, dù năm chính ca sĩ chế thanh không có mặt ở đây, Lâm Khánh Chi vẫn trước nhập tâm diễn lại cảnh tái ngộ kinh điển với tiếng gọi anh Thanh từng gây sốt mạng xã hội. Hết quát nhà chồng, Lâm Cánh Chi lại cãi mẹ chồng chém chẽm, nói thẳng mẹ không có lập trường. Thưa quý vị tính giả thân mến, thời gian qua các tập của chương trình Học viện Mẹ Chồng luôn thu hút sự quan tâm, tham gia của khán giả khắp nơi. Với chủ đề mẹ trong mắt tôi tuần này, năm gia đình sẽ cùng nhau trải qua thử thách lựa chọn trang phục. Trong đó con dâu và con trai sẽ phải lựa chọn một bộ đầm phù hợp với sở thích mẹ chồng về kiểu dáng màu sắc. Ngược lại, trong tổng số 5 bộ trang phục được mẹ đưa ra, mẹ chồng cũng phải nhận diện được trang phục mà con dâu và con trai đã chuẩn bị cho mình. Bước vào thử thách, Lâm Khánh Chi và Phi Hùng cũng không mất nhiều thời gian để tìm được trang phục đúng với ý mẹ. Đứa ca sĩ cho biết tất cả các trang phục của mẹ đều là do cô mua tặng. Khánh Chi thường mua đồ và đầm bông cho mẹ vì đầm bông sang và mẹ thích mặc dáng trọng trọng, dài qua gối. Nên cô cũng khẳng định chắc chắn mẹ sẽ chọn bộ đầm bông mà Khánh Chi mua. Tuy nhiên kết quả của phần thử thách lại không như mong đợi. Mẹ Liên lại chọn một chiếc đầm khác khiến gia đình thua cuộc ở phần thế này. Khi biết mẹ chồng không giữ chính kiến mà thay đổi quyết định thì nữ ca sĩ liền bày tỏ sự thất vọng. Mình phải quyết thắng với cuộc chơi chứ không phải đến chơi để vui, nếu để vui thì ở nhà chơi vui hơn. Trong tình thế này, con trai Phi Hùng cũng về một phe với vợ, cho rằng quá thất vọng vì mẹ không giữ được lập trường của mình, quan điểm của mình thì mình phải giữ vững, do bản thân mình lung lay thì không đổ thừa cho bất cứ ai khác. Vì đặt tin tưởng và vá nhiều kỳ vọng vào mẹ chồng, nên Lâm Khánh Chi cảm thấy buồn khi mẹ chồng không hề hiểu con dâu. Thậm chí cô và ông xã còn thẳng thắn cho rằng mẹ không có lập trường. Thái độ của họ khiến cho những người xung quanh hoang mang và liên tiếp bên vực mẹ liên. Dù cho MC cố gắng hết sức giảng hòa và thuyết phục, nhưng vẫn không ngăn được những giọt nước mắt của Khánh Chi. Có thể thấy dù giữa mẹ chồng và cô có lựa chọn khác nhau, nhưng không thể phủ nhận rằng cả hai rất hiểu ý và tâm đầu ý hợp ở các phần thi trước. Bị chê tả tơi điều này làm Khánh Chi tức giận đáp trả kiến Antifan xanh mặt. Quý vị tính giả thân mến, sau kết hôn với ông xã Trần Phi Hùng sinh năm 1985, Lâm Khánh Chi vẫn tiếp tục theo đuổi con đường ca hát và có kế hoạch kinh doanh riêng. Tuy nhiên mới đây sau khi vừa cùng ông xã livestream để quảng bá cho hình ảnh, công chúa đã gặp phải nhiều ý kiến trái chiều từ phía dư luận. Hoạt động trong showbiz hơn 20 năm, Lâm Khánh Chi từng tiết lộ gia thế giàu có. Bố mẹ sẵn sàng chi tiền tỷ tặng con gái trong lễ cưới hay đầu tư các dự án nghệ thuật. Vì thế, khi biết Lâm Khánh Chi buôn bán online, nhiều cư dân mạng bình luận chỉ giao rồi mà còn bán hàng online, chỉ nghỉ hát rồi à, sao chị không kinh doanh luôn đi hát gặp nhiều thị phi? Trong vấn đề này, Lâm Khánh Chi cho biết, không quan tâm nhiều đến các bình luận của anti fan hay có phần kiếm nhã về việc mở cửa hàng quần áo mỹ nhân chuyển giới bày tỏ giàu rồi từ kinh doanh để giàu thêm tất cả đại gia ai cũng phải kinh doanh theo tôi đó là chuyện bình thường trước cái lời đồn bỏ hát lâm khánh chi cho hay đó là các thông tin thất thiệt nữ ca sĩ nói tôi vẫn chạy show khắp nơi đều đều và thường xuyên ra sản phẩm mới trên youtube Lâm Khánh Chi và Trần Phi Hùng tổ chức lễ cưới vào ngày 28 tháng 12 năm 2017. Sau lấy chồng, Lâm Khánh Chi cho biết cô hạnh phúc và cảm thấy bản thân như trẻ ra hơn 10 tuổi vì được làm một người phụ nữ đúng nghĩa, được yêu và được sống theo với cảm xúc. Trước đó, Lâm Khánh Chi cho biết, đề cập về cô hôn nhân của mình, Lâm Khánh Chi tiết lộ vì tính cách điệu đà mà cô được chồng hết mực yêu thương. Cô cho rằng là con gái phải điệu, điệu thì mới được chồng yêu, chồng cưng. Tuy nhiên trước những lời chê bai của anti fan, Lâm Khánh Chi dặn mặt, chị làm con gái để chị điệu, chị điệu thì chồng chị mới yêu chị, tụi em không điệu được như chị thì tụi em tức hả? Hay tụi em canh tị, con gái phải điệu, con gái mà thu cợt như đàn ông là không ai lấy đâu. Trong chương trình phiên tòa tình yêu, Lâm Khánh Chi cũng từng tuyên bố cô muốn khởi kiện chồng vì đã nửa năm rồi, bắt cô nhịn cơm. Đứa ca sĩ nói, mặt cô xanh lè xanh lét, người thì ốm nhắc, chỉ vì ông xã không cho vợ ăn cơm. Chị ép ăn rau, thịt và canh thôi. Trước khi cưới thì cho ăn cơm, bây giờ cưới rồi thì không cho ăn, em năn nỉ cho xin nửa chén thôi mà anh cũng không cho. Mới đây khi về nhà thăm ba mẹ, chị hai chiên một chảo cơm với tôm và lạp xưởng rất ngon, em muốn xin ăn một chút mà anh không cho, làm cánh gì ấm ức kể làm khán giả đứng ngồi không yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.